Phút 90 cộng 7 trận đấu ngày 12 tháng 11, sau pha phạm lỗi của Raheem Sterling với Phil Foden, trọng tài cho Manchester City đá phạt trực tiếp. Khi Kyle Walker, Jack Grealish, Bernardo Silva và Ruben Dyer đang trụm đầu bàn phương án xử lý, Cole Palmer lại gần nghe lén. Erling Haaland lập tức phát hiện tiểu xảo của đồng đội cũ. Anh kéo Palmer khỏi nhóm cầu thủ Manchester City, rồi vừa cười vừa đẩy ra xa. Sau đó, Walker đá phạt nhưng đưa bóng ra ngoài. Đến phút 90 cộng 11, trọng tài kết thúc trận hòa giữa Chelsea và Manchester City. Toàn bộ trận đấu, tôi thưởng thức nhất phản ứng giữa Haaland và Palmer, một cổ động viên Chelsea viết trên mạng xã hội X. Palmer đứng vào nghe lén pha bản phương án đán phạt của Manchester City. Haaland đẩy Palmer khỏi nhóm cầu thủ Manchester City trong trận hòa Chelsea 4-4 ở vòng 12 ngoại hạng Anh tối 12 tháng 11 trên sân Stamford Bridge. Một cổ động viên khác quả quyết Palmer không hề đùa khi lại gần nhóm cầu thủ Manchester City, mà thực sự muốn nghe lén để tìm cách đối phó. Palmer vừa cố nghe lén cuộc trò chuyện của Manchester City, nhưng Haaland đã đẩy cậu ấy ra, một cổ động viên viết. 2 phút trước tình huống Sterling phạm lỗi với Foden, chính Palmer đã phạt đền gỡ hòa 4-4 cho Chelsea. Trước đó, ở phút 23, cầu thủ 21 tuổi người Anh thậm chí phải nhận thẻ vàng vì tội phá chấm 11m ngay trước lúc Haaland xuất phạt đền. Palmer trưởng thành từ chính học viện của Manchester City. Anh từng chơi 41 trận cho đội 1 Manchester City và ghi 6 bàn. Tuy nhiên, trong hè 2023, cầu thủ 21 tuổi quyết sang Chelsea để được đá chính nhiều hơn. Sau khi gia nhập với giá 50 triệu đô la Mỹ, Palmer đã chơi 11 trận và ghi 4 bàn cho câu lạc bộ mới. Đầu trận đấu tối 12 tháng 11, Manchester City bắt nhịp tốt hơn. Phút 25, Haaland xuất phạt đền mở tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên, Chelsea đã chứng tỏ niềm tin đặt vào huấn luyện viên Mauricio Pochettino là có cơ sở. Phút 29 và 37, Thiago Silva đánh đầu và Sterling đệm bóng giúp đội chủ nhà đảo ngược tình thế. Sau hai bàn của Chelsea,